Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tây Du Béo nha. Và trong video này mình sẽ đột nhập vào server 5 để mình xem là top 1 server chơi như thế nào anh em nha. Đây anh em ơi, căng thẳng lắm anh em ạ. Đây là ải 14.510, căng đét đèn đẹt luôn. Tất nhiên là top 2, top 3 thì cũng đâu đó là 13.000 ải rồi. Nhưng mà bạn ấy vượt đâu đó hơn 1.000 ải nha. Dã man con ngan luôn. Nhưng anh em nhìn lực chiến thì ôi dồi ôi luôn. Lực chiến top 1 server là 1.502 ức. Trong khi đấy, lực chiến top 2 cũng như là top 3 là 94 cũng như là 61 ức anh em nhé. Không hiểu là build kiểu gì mà khủng khiếp thế nhỉ. Hiện tại thì chúng ta cứ đi từ top 5 đi nhỉ. Để xem là trong top 5 này thì vị tướng nào được sử dụng nhiều nhất anh em nhé. Ok, thì top 5 là bạn Khánh Hà. Không biết có phải là bạn nữ hay không nhỉ. Bạn nữ thì căng thẳng quá. Để xem Ngộ Không bạn ấy build như thế nào đây. 35 sao anh em nhé. Ôi ôi, cộng 18 luôn. Căng thẳng đấy chứ. Để mình check qua xem thần thông bạn ấy build từ hướng nào đây. Hạt bám thần châm thì bạn ấy nâng cấp đến level 5 thì cho nên là tăng được 5% công, nhưng sau đấy thì bạn ấy dừng lại và chuyển qua nâng ở bên trường sinh khu. Cái này thì tăng được HP 15%. Nhưng mà cái chân kim hỏa luyện này bạn nâng đến level 8 rồi và có phá kích 20% anh em nhé. Tiếp theo về bộ trang bị thì mình thấy bạn ấy đã nâng cấp được full bộ lên được level 4001 nha. Căng nhỉ. Và những cái chỉ số đây anh em thể nhìn thấy là cộng khá đấy. Nếu như mà càng chơi về sau thì mình thấy chỉ số trang bị này cộng nhiều chiến phết anh em nhá. Âm dương lệnh này mình xem này. Đây là âm dương lệnh cam thôi anh em ạ. Còn đây có cái tứ kim linh 2 sao phẩm đỏ luôn. Chất chơi người rơi phết, tăng sát thương 6,25% chính xác. Tăng sát thương kỹ năng là 12,5% nhưng mà công tăng tận 25% anh em nhé. Hỏa phượng lệnh xem nào. Chỉ số đây ủa ôi. Công tăng tận 40%, HP 40%. Ai chà, căng đét nhờ anh em nhờ. Rồi mình check qua phần linh thạch tí. Wow, linh thạch của bạn đấy cũng ghê gớm ấy chứ. Level 11 này. Level 11, level 10. Ây à, vị tướng thứ hai trong đội hình của bạn Khánh Hà thì có Lý Tịnh cơ. Ghê đấy nhờ, lên 18 sao. Nhưng mình nhìn sơ qua đội hình của bạn Khánh Hà này là có hai vị tướng thủ nhá, hai vị tướng trợ nhá, và thêm một vị tướng thích khách chủ lực là Tô Ngộ Không thôi. Một vị tướng trợ thủ rất được ưa chuộng đi kèm với cả Ngộ Không đó chính là Hằng Nga. Thì bạn ấy cũng đã sở hữu rồi và nâng cấp và lên 18 sao. Trang bị các thứ thì cũng level 2000 thôi. Mấy cái này chắc là dâu ria có được thì cho vào, không thì thôi ấy, kiểu vậy. Linh thạch thì cũng level 10, level 9 này. Căng phết nhỉ. Mình hiểu là vì sao bạn Khánh Hà này lại chơi vị tướng Bất Động Minh Vương nha. Bởi vì nếu như là mình thì mình cũng sẽ rất thích cái vị tướng thủ là Bất Động Minh Vương này. Bởi vì nó có cái khả năng gây chóa anh em ạ. Tấn công toàn thể phe địch, gây sát thương 125% tấn công, nhưng quan trọng nhất là có 20% xác suất khiến mục tiêu choáng. Skill đánh toàn thể kẻ địch mà có 20% xác suất gây choáng là hơi bị ổn nha anh em ơi. Có thêm hiệu ứng khống chế để cho Ngộ Không có thể là yên tâm hơn, xả sát thương rất chi là ngon lành anh em nha. Và nhớ anh em chơi theo phong cách kiểu gây ức chế cho kẻ địch thì đây, Địa Tạng Vương nữa anh em ạ, cũng có khả năng gây choáng anh em ạ. Tất nhiên là Địa Tạng Vương thì nó chỉ oánh 3 mục tiêu thôi, nhưng mà có 30% xác suất gây choáng anh em nhé. Cái tỷ lệ thì cao hơn Bất Động Minh Vương một tí. Có chịu phết đấy. Còn Lý Tịnh này thì chủ yếu là bạn đấy lấy hậu thuẫn cho Ngộ Không thôi. Rồi, tiếp theo top 4. Úi dồi, Ecstasy à. Lực chiến là 29,8 ức. Để mình xem bạn đấy chơi cái gì nhá. Úi dồi, cũng Ngộ Không luôn anh. Úi, Ngộ Không luôn. Nhưng mà bạn đấy chơi theo phong cách là mỗi một phe phái thì bạn ấy lựa chọn một vị tướng thì sẽ nhận được thêm một cái búp. Là cái búp này anh em này, ra trận 5 tướng không cùng hệ. Đấy, tăng công 17% và HP 23%. Ra gì vào này nọ đây anh em ơi. Ồ, Ngộ Không của bạn ấy thì 34 sao rồi. Chuẩn bị lên 35 sao rồi anh em nhá. Thần thông bạn ấy đi theo đường nào? Ủa, cũng theo đường này luôn ạ. Ờ, được thế nhờ. Mấy bạn này build cũng kiểu na ná giống nhau ấy trời. Đây, trang bị thì ủi, cũng level 4001 rồi. Nhưng bạn đấy có một cái hỏa phượng lệnh này. Hai cái hỏa phượng lệnh này anh em này. Và có cái như ý kim cô bổng 4 sao luôn anh em nhá. Ai à, căng nhẹ 35% công này. Ở đây là 40% công này. Và 40% công. Wow, được này. Linh thạch thì bạn top 4 này cũng sở hữu được một bộ linh thạch level 11 anh em nhá. Căng ghê ta. Để mình xem những vị tướng còn lại là gì đây. Như là Tiểu Bạch Long này. Tiếp theo là Hằng Nga này. Tiếp theo nữa là Địa Tạng Vương cũng có khả năng gây choáng này. Và trợ thủ đây là ảo thật đấy. Giờ mình mới để ý này, bạn đấy chơi luôn một vị tướng cam anh em nhá. Cổ Phật Tỳ Hưu trị liệu cho toàn thể phe ta HP bằng 80% tấn công. À, quan trọng là có tăng 20% tấn công trong hai lượt này. Hay nhờ, được đấy chứ. Bạn này cũng có một lối chơi chiến thuật khá là dị nha anh em. Ồ, nhưng mà linh sủng của bạn đấy thì lại cùi hơn bạn top 5 nhá. Ồ, thực ra bạn Estasi này là top 4 lực chiến thôi, nhưng mà top 4 ải thì lại là bạn Trần Đại Đế nhá. Ồ, ảo nhờ.
Bởi vì là đôi khi lực chiến nó không giải quyết được nhiều vấn đề. Để mình xem top 4 vượt ải này thì bạn Trần Đại Đế build như thế nào nha. Hiện tại thì bạn ấy cũng có 1034 sao thôi. Để xem bộ trang bị như thế nào. Ủa, thậm chí là cái lệnh này mình có phẩm tím anh em nha. Công người ta nó có 10% thôi nhưng mà cũng căng nhè. Để mình xem phối hợp đội hình như thế nào đây. Ủa, cũng có tiểu bạch long này. Thêm vào đấy là hàng Nga. Ừ, hàng Nga được ưa chuộng dã man luôn. Bởi vì combo ngộ không với cả hàng Nga ở thời điểm hiện tại nó vẫn cứ làm cái gì đấy. Ôi dồi ôi anh em nha. À, trợ thủ đây cũng có nhiên đăng cổ Phật này, địa tạng vương này. Ô kìa, hay thật đệ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với bạn top 3 nhá. Tiên viên ngoại lực chiến là 61 ước để xem chơi như thế nào đây. Ui, 3 linh sủng luôn ạ. Ui ôi, để duy nhất bọn em ngộ không luôn. À, đấy là lý do tại sao mà chúng ta thấy lực chiến của bạn top 3 này thấp. Nhưng bởi vì bạn ấy để duy nhất bọn em ngộ không thôi. Nhưng ngộ không của bạn ấy đã lên được 36 sao. Tất nhiên từ 35 lên 36 sao là một cái khoảng thời gian cũng căng thẳng đấy. Kiếm mảnh cũng mệt nghỉ luôn anh em. Và để mình xem chỉ số tấn công xem nào. 8.922 vạn này. Ây à, căng nha, tốc độ 141. Bộ trang bị thì ây ơi, lên được level 4.380. Ơ, nên chính ra là bạn này cũng hơn bạn top 4 lực chiến được cái kim cô bổng này là lên được 5 sao này. Hôm nay mình thấy bạn top 4 là lên được 4 sao. Ồ, căng nha. Còn hai cái lệnh này thì cũng na ná nhau thôi. Linh thạch thì có một cái, hai cái level 12. Nhưng mà cái tử linh thạch này level 10 thôi. À, thần thông xem build được nhiều chưa. Ồ đấy, mình thì mình cũng sẽ thích đi theo cái hướng này hơn. Bởi vì là hướng này trước thì chúng ta sẽ có cái khả năng là tăng sát thương kỹ năng lên khá khá anh em nhá. Tất nhiên là kiểu gì kiểu chúng ta cũng cần phải build hết thôi. Nhưng mà bạn này đi theo đúng ý mình hơn. Tăng HP 9% mà. Rồi, ok. Đấy là top 3 nha. Top 2, bé bắp xem nào. Chà, bé bắp mình không biết là có phải một bạn nữ nữa hay không ta. Riêng bạn bé bắp này lực chiến là 94,78 ức. Thì để mình xem nào, cũng có ngộ không như lên được 37 sao rồi cũng căng ấy chứ. Ồ, công của bạn này đã lên được 1 ức rồi anh em ơi. Căng nhờ, trang bị thì cũng lên được level 4.400. Và cũng tương tự như bạn top 3 đó. Thì kim cô bổng cũng 5 sao này. Và hai cái hỏa phượng lệnh thì cũng tương tự. Level na ná, xem phẩm chất. Linh thạch xem nào, linh thạch thì bạn này có nhỉnh hơn một chút. Do là cái tử linh thạch của bạn ấy lên được level 11 và cái lục linh thạch lên được level 12 rồi. Thần thông thì bạn ấy lại build theo cái nhánh thứ hai, tức là có tăng thêm phá kích này và có tăng thêm giảm sát thương kỹ năng. Ờ, ảo ha. Có những bạn thì thích tăng sát thương kỹ năng, có những bạn thì lại thích giảm sát thương kỹ năng. Tại vì tướng thứ hai trong đội hình của bạn đấy, ồ, thiết phiến công chúa này. Bạn này build theo một lối đi khác hơn so với những bạn khác nha anh em. Có quạt ba tiêu của thiết phiến công chúa thì sẽ có hai tầng mất sinh lực cho kẻ địch. Này đang bổ trợ thôi, 18 sao. Ở đây mình xem nào. Ô, hàng Nga này. Ui, ui, skin hàng Nga đẹp thế. 20 sao này. Thêm vào đấy một vị tướng trợ thủ nữa, nhìn là lạ. Điện mẫu à? Điện mẫu ủa, mình quên skill điện mẫu là gì đấy. Điện mẫu thì ngẫu nhiên với 3 mục tiêu gây ra sát thương 120% tấn công, thêm dị thương cho mục tiêu và có 20% thêm một tầng lôi phạt á. Lôi phạt là như nào nhỉ? Khi bắt đầu mỗi lượt trừ một tầng và gây cho mục tiêu sát thương lôi phạt được 10% tấn công của người thi triển. Khi lôi phạt cộng dồn 7 tầng trở lên, tổng kết ngay tất cả lôi phạt trên người của mục tiêu, tăng 20% sát thương của lôi phạt và có 50% tê liệt mục tiêu. Ồ, tức là nếu như mà càng đánh thì em này nó sẽ gây ra được càng nhiều sát thương. Và em cuối cùng là Lữ Đồng Tân. À, thế thì mình biết tại sao rồi. Bởi vì em Lữ Đồng Tân này nó cũng có cái khả năng gây ra cái lôi phạt. Thì khi mà cộng dồn cái lôi phạt kết hợp với cả điện mẫu thì nó sẽ gây ra được nhiều sát thương hơn. À, ok. Hiểu. Tiếp theo về cái linh sủng thì bạn đấy có 3 em luôn rồi. Các em kiểu vị hồ phẩm đỏ luôn nè. Và hai em này thì cũng na ná như các bạn khác thôi. Và chùm cuối của chúng ta 1.502 ức để xem build gì mà khủng khiếp thế anh em nhau. Ôi căng ấy nhờ. Ngộ không 40 sao. Wow, 1.89 ức này. Gần như là gấp đôi chỉ số công của bạn top 2 nha anh em. Trang bị là 4.666 là level nha. Úi dồi ôi, cộng nhiều chỉ số nhờ. Ôi, nhìn quả lệnh bài các kiểu trông dã man không anh em. Thần Long lệnh phẩm chất kim luôn này. Và đây có Hiên Viên kiếm 3 sao luôn, cũng là phẩm chất kim anh em nhé. Chỉ số cộng vào thật là ối rồi luôn. Thần Long lệnh, ui ôi ôi, 80% công, dã man vậy. Đấy là lý do tại sao mà lực chiến của bạn ấy tăng nhiều đến như vậy anh em nhé. Ôi thôi, khoan, để mình xem quả linh thạch như thế nào. Level 14. Ui ôi, tiếp theo là Ngã 30 sao rồi này. Lực chiến 14 nước rồi. Khiếp thật. À, bạn top 1 này cũng chơi điện mẫu với cả Lữ Đồng Tân này. Combo có thêm cái khả năng cộng dồn lôi phạt anh em nhé. Còn ở đây là thiết phiến công chúa à. Ủa, đội hình bạn top 1 này với cả top 2 na ná nhau nhỉ anh em nhỉ. Cái khác biệt ở đây là level và phẩm chất trang bị. Và thêm cả em linh sủng này nữa anh em ơi. Bạch hổ phẩm chất kim.
càng đét đèn đèn luôn, nhìn trông rất là đẹp anh em nhá. Và anh em cũng có thể nhìn thấy là top 5 server thì tất cả các bạn đấy đều chơi có vị tướng Ngộ Không anh em nhá. Thế cho nên anh em chơi ngay Ngộ Không đi, ngay và luôn. Tất nhiên là để nâng cấp được đến cái mức độ như bạn đấy thì anh em cần phải chăm chỉ treo máy một tí. Và treo máy hiệu quả chắc chắn là anh em cũng phải truy cập vào trang web chơi ngay.vn rồi. Bên cạnh đó thì anh em cũng có thể theo dõi thêm những cái sự kiện ở trên fanpage chính thức Tây Dù Béo VNG và truy cập vào trong group chính thức của game để học hỏi thêm nhiều mẹo của các cao thủ anh em nhá.